Bây giờ Thanh Điền và Khánh Huyền xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sống Khỏe. Theo cái kinh nghiệm của Huyền thì từ đầu chúng ta hãy lấy cái đồ gen mà chúng ta cần giặt ngâm vào trong chậu nước, làm sao để cho hút hết nước vào trong cái đồ gen đó, sau đó thì vớt ra cái chậu khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị một ít nước và một ít cái chất tẩy. Tùy gia đình chúng ta muốn tẩy bằng gì, có thể tẩy bằng xà bông hoặc có thể tẩy bằng chất tẩy nhẹ, hòa vào trong chậu nước đó. Nên nhớ là hãy dùng bằng bao tay nha, chứ đừng dùng tay không của chúng ta mà nó hại da tay lắm đó. Khi hòa kỹ xong thì hãy thả cái đồ gen của chúng ta vào trong chậu nước, ngâm khoảng 24 giờ. Đừng có ngâm nhanh quá, nó không có sạch. Mà ngâm lâu quá thì nó lại dễ bị hư đồ. Sau 24 tiếng thì chúng ta hãy tráng lại, giặt sạch lại cái đồ gen đó bằng nước ấm mà phải thật nhẹ tay thôi, nếu không lại hư tiếp. Quý vị có thể giặt đi giặt lại nhiều lần bằng nước ấm cho đến khi nào mà chúng ta thấy rằng là cái chất tẩy nó không còn dính lại ở trên cái đồ ren của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ vắt ráo đem phơi. Nhắc đến cái chuyện vắt đồ ren thì quý vị khán giả cũng lưu ý là chúng ta không thể nào vắt theo cách thông thường được, mà nên máng cái đồ ren lên trên cao để cho nó ráo nước. Bởi vì cái chất liệu ren thì nó không có thấm nước nhiều như là những cái chất liệu vải khác, nên chúng ta có thể sử dụng cách này. Sau đó thì chúng ta đem phơi, phơi ngoài nắng để mà nó nhanh khô. Nhưng mà nếu như nắng gắt quá thì quý vị lưu ý là nên chuyển vào trong mát một chút. Bởi vì nếu như nắng gắt thì đồ ren bị giòn và cũng sẽ dễ bị hư. Hy vọng rằng là những chia sẻ từ Thanh Điền và Khánh Huyền sẽ giúp cho quý vị và các bạn, những ai mà thích mặc đồ ren sẽ có cách để làm sao chúng ta giữ đồ ren của chúng ta thật mới, thật lâu nha.